Ông là người hay ma vậy? Thái tử Dần Phi không phải sợ hãi. Người xuất gia với cậu kết duyên với ngài chứ không có ác ý. Bổn Dương xưa nay vốn không tin quỷ thần, cũng không muốn giao tiếp người xuất gia như mấy ông đâu. Ông mau đi đi. Cứu thái tử chưa được cho nên tôi không thể đi. Ông nói xàm cái gì vậy? Thái tử, tôi đến đây để nói cho ngài biết là ngài sống không bao lâu nữa. Ông trái một câu thái tử, phải một câu thái tử, vậy đã xong chưa? Ta bây giờ là Thiên Bình Quốc Vương, ông gặp Bổn Vương không bao quỳ xuống, ta thấy ông mới sống một lâu đó. Pháp lực tôn giả cao cường, tôi không thể sánh bằng. Vừa rồi có chỗ đắc tội, xin tôn giả thứ tội. Người xuất gia không trách ngài, nhưng tôn giả có lời dạy gì? Chỉ vì ngài đã phạm một tội tài trời, không thể tha thứ cho ngài được. Tôi phạm tội tài trời gì? Tôn giả cứ nói thẳng ra đi. Tội giết cha và tội cướp nước. Ông đừng tưởng Bổn Vương kia ông ba phần thì ông làm tới, ăn nói bừa bãi nghe chưa? Nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Ông nói tôi giết cha cướp nước có chứng cớ gì không? Ông muốn chứng cớ đó cũng không có. Giờ để cho ông tâm phục khẩu phục, tôi sẽ nói từ lúc đại dương biệt phái ông cầm binh đi xuất chinh. Bây giờ rất nhiều nước nhỏ gần với nước Thiên Bình thường xuyên bị ngoại bang đánh chiếm, do vậy phái sứ giả đến nước Thiên Bình cầu cứu. Vốn là nước yêu chuộng hòa bình, dùng từ bi để cai trị đất nước, tức khắc đáp ứng những lời yêu cầu của mấy vị quốc vương, giao phó cho thái tử Dân Phi cử binh đến trợ giúp đánh lui quân giặc. Tuy rằng ông tinh thông võ nghệ thuộc lòng binh pháp, nhưng đáng tiếc ông tính tình lại tàn bạo bất nhân, thích đấu tranh đánh giết. Việc làm đó đi ngược lại với tâm phụ vương của ông. Sau khi ông đánh bại quân địch, đoạt được thắng lợi, thấy mình có công lại sinh lòng ngạo mạn, tuyên truyền là muốn nước Thiên Bình được cường thịnh, tự xưng mình là người kế vị ngôi vua, tự lĩnh binh đi đánh chiếm các nước nhỏ lân cận để cầu đạt mục đích của mình, nên xem mạng người như cỏ rác, giết chết hàng loạt trăm họ một cách quan ức. Sau khi quốc vương Thiên Bình biết được tin này, với hành vi bất dân bất kiểu của ông lại khiến cho người người lòng sợ hãi quán giận, truyền mệnh lệnh cho ông thâu binh ngừng chiến. Sau khi ông về nước, bị phụ vương trách mắng nghiêm khắc, bảo ông phải xin lỗi các nước nhỏ, đồng thời phải giúp đỡ họ xây dựng lại nước nhà. Nhiệm vụ chưa hoàn thành không được về nước. Sau khi ông nghe rồi, trong lòng tức giận, không được vui vẻ. Nhưng vì thánh chỉ không thể vi phạm, ở bề ngoài thì giả bộ phục tùng phụ vương, nhưng bên trong thì lại cấu kết với các đại thần trong triều, lập kế hãm hại quốc vương Thiên Bình. Sai người bỏ thuốc độc vào thuốc bệnh cho ông, để cho quốc vương càng thêm bệnh nặng mà chết. Sau đó, ông có thể trở về nước kế thừa ngôi vua. Sau khi ông ra đi, quốc vương Thiên Bình lo âu cho thân thể suy nhược của mình, vậy là đã nhóm họp quần thần thương lượng tìm người kế vị.
Quốc vương cho rằng tính tình của ông tàn bạo bất nhân, nếu trở thành quốc vương, sau này quốc gia và nhân dân sẽ gặp tai họa. Do đó, tính cho nhị thái tử kế thừa ngôi vua. Sau khi ông hay tin này, đi suốt đêm trở về hoàng cung, tụ họp đồng bọn thực hiện âm mưu cướp nước, đem thuốc độc bỏ vào trong thuốc bình, giao tay cho nhị thái tử, mượn tay nhị thái tử để sát hại vị quốc vương. Ghép tội giết cha và gán tội cho em của mình. Triều đình đem pháp lệnh ra tử hình nhị thái tử để thỏa mãn tham vọng và dương vị của mình. Sau đó, ông lên làm vua nước Thiên Bình một cách thuận tình, thuận lý. Không! Không! Ông đừng dùng cái pháp thuật này để lừa người nữa. Tôi không để cho ông lừa đâu. Tôi không dọa ông đâu. Đó là những hiện tướng ác nghiệp ông đã tạo giờ hiện rõ ràng. Nhưng có một việc ông không thể không thừa nhận. Kể từ khi ông đoạt được ngôi vua, mỗi đêm ở trong lòng ông đau nhói như dao cắt. Ông bị hành hạ tới cùng, khó mà ngủ được. Không những như thế, mà tôi còn biết 7 ngày sau ông sẽ chết, mà còn bị đọa lạc vào địa ngục vô gián để chịu khổ hình. Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Đừng qua đây! Đừng qua đây! Trả mạng cho ta! Tôn giả, tôn giả, tôn giả, cầu xin ngài cứu con. Con không muốn xuống địa ngục đâu, không muốn xuống địa ngục đâu. Tội giết hại cha mẹ, sau khi chết nhất định đọa vào địa ngục vô gián. Ác nghiệp của ông theo ông, tự mình làm tự mình chịu, báo ứng đang ở trước mắt. Con sai rồi, con biết con sai rồi. Con có thể làm lại công đức, mở tất cả các pháp sư tốt nhất, giỏi nhất để làm siêu độ cho họ. Dù bây giờ có làm các công đức lớn, sợ cũng không còn kịp nữa. Tôn giả, con xin ngài vì lòng từ bi, bây giờ ngài cứu độ cho con đi. Ta cũng không thể giúp được ông. Ta chỉ có thể dạy cho ông một pháp môn phương tiện, nhưng tất cả đều do chính ông cầu mới kết quả. Được, được, con làm theo, con làm theo, con làm theo mà. Cái pháp phương tiện duy nhất này là niệm Nam Mô Phật. Niệm Nam Mô Phật nếu được nhất tâm nhất niệm, liên tục trong 7 ngày niệm không gián đoạn, sau khi chết có thể nương nhờ Phật lực gia trì được thoát khỏi tội. Hãy nhớ những lời nói của ta, bất luận là thân ở đâu cũng niệm không dừng, niệm không gián đoạn, niệm không gián đoạn, niệm không gián đoạn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ lời nói của ta, bất luận thân ở đâu cũng niệm Phật không dừng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thank you.
trả mạng lại cho ta. Nhớ kỹ những lời nói của ta, bất luận là thân ở chỗ nào, đều niệm không dừng nghỉ, niệm không gián đoạn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Namo Stasti Namo Samyasa Buddha 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 Namo Stasti Namo Samyasa Bu